Vào khoảng 14 giờ chiều nay, tàu Cảnh sát biển 8004, Hải đoàn 11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã cập cảng an toàn, hoàn thành chuyến công tác kéo dài 21 ngày, thăm và giao lưu với lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản. Tàu 8004 và đoàn công tác đã vượt qua hải trình khoảng 4.600 hải lý, qua nhiều vùng biển, nhiều múi giờ với những điều kiện sóng gió phức tạp. Trong 5 ngày neo đậu tại thành phố cảng Kobe của Nhật Bản, tàu 8004 và đoàn công tác đã chào xã giao lãnh đạo chính quyền địa phương, trao đổi kinh nghiệm và luyện tập chung trên biển với lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản. Các hoạt động hợp tác này nhận được sự chú ý tích cực của truyền thông địa phương. Chuyến công tác là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Việt Nam-Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao và qua đó cũng góp phần tăng cường năng lực hoạt động, đặc biệt trên những vùng biển xa, biển quốc tế của Cảnh sát biển Việt Nam.